Kim Kim. Thì em tên gì? Em tên là Lina John. À, anh tên là Kim Kim, em tên là gì? Khánh Ngọc. Ừ. Ủa, hôm nay em ba mẹ em có đi chung với em không? Em đi với mẹ hay đi với ba? Đi với mẹ với ba luôn. Anh thì đi với ba, còn em đi với ai? Em đi với cô. Cô hả? Cô Linh, chị Hai. Chị Hai hả? Em đi với cả gia đình luôn. Em đi cả gia đình luôn hả? Em đi cũng cả gia đình luôn. Anh đi có mình ba à? Còn ông, cả ông của em cũng đi luôn. Còn bà, bạn của em cũng đi luôn. Gia đình ai ở nhà hết, chỉ có ba anh đi theo thôi. Mà mấy em mấy tuổi? Em được 5 tuổi. Em được 5 tuổi, còn em mấy tuổi? Em 4 tuổi. Em 4 tuổi. 4, 5, 7. Thiếu mất một số rồi. Là số 6. 4 nè, 5 số là phải số 6. Mà anh 7 tuổi rồi. Đây, có số 6 vô nè. Đây, số 6. Đây, chú sáu Colorman. Chú là thứ sáu. Trời ơi, sao tay con lạnh vậy con? Ủa? Dạ tay bắn nó rung nó đi đâu rung nè. Trời ơi tay. Vẫn đẹp quá trời đẹp luôn. Rồi thôi, tụi con ngồi nói chuyện tiếp đi. Chú ngồi đây chú nghỉ xa hơi một chút. Trời ơi, sáng giờ chú làm mệt quá. Rồi thôi giờ nè. Rồi con là 7 đúng không? Dạ. 4, 5, 7 hả? Dạ. 6. Ok. Yeah. Rồi đủ số ha. Yeah. Giờ 4, 5, 6, 7 mình ngồi bắt đầu mình nói chuyện chơi cho vui nha. Yeah. Rồi đầu tiên chú thấy là tụi con nãy giờ làm quen nhau rồi đúng không? Dạ. Yeah. Rồi thì đề nghị bây giờ anh Ken hả? Nãy chú nghe ngoài loáng thoáng kêu con tên là Ken hả? Dạ. Yeah, Ken Ken. Ken Ken. Tên thiệt con là gì? Dạ. Yeah, tên thiệt con là Vĩnh Khang. Vĩnh Khang. Con giới thiệu cho quý vị khán giả của Colorman biết đi. Dạ, con xin chào tất cả khán giả. Con tên là Chương Trần Vĩnh Khang. Nickname của con là Mr. Ken Ken. Năm nay con 7 tuổi, con thích chơi Lego với lại ăn gà rán. Oh, wow. Rồi, con giới thiệu tiếp là bạn cái bên em cái bên tên gì? Hỏi lại. Em tên gì? Con chào mấy cô chú, con tên là Lina Yon. Hôm nay con 4 tuổi, con học trường ngoại ý. Ở nhà con có ba, có mẹ con, có em con, bà con. Ủa, con tên Hàn Quốc hả? Dạ. Con người Hàn Quốc? Dạ. Trời ơi, sao con nói tiếng Việt giỏi vậy? Dạ. Lina Yon. Dạ. Rồi, con 5 tuổi đúng không? Dạ. Là con là bé 5, là 5 tuổi. Còn Mr. Ken Ken là bé bảy 7 tuổi. Còn con là? Dạ con gần 5 tuổi rồi. Gần 5 tuổi. Rồi. Thôi coi như là 4 tuổi mấy đi. Coi 4 tuổi đi. Bé 4. Rồi bé 4, bé 5, bé 7. Đây bé 6 nha. Ha. Rồi thống nhất vậy. Rồi bé 4 tên thiệt là gì? Con là Bơ. Bơ. Cái này sẽ giống tên mẹ danh đi ta. Rồi Bơ. Rồi tụi con nói lớn lớn nha. Nhớ nói lớn lớn. Nói nhỏ quá không nghe. Con nói to. Đúng rồi. Nói to thoải mái giống như là nhà mình nhớ. La. Hey. Wow. Yo. Rồi. Lina Yon, Ken Ken và bé Bơ. Rồi biết chú tên gì không? Dạ biết. Chú Karaken. Chú Karaken. Karaken là sao trời? Không phải ông là Ken. Không phải, chú là... Chú là Caramel. 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 Chú là Colorman. Color, color là màu á, con biết không? Biết, đúng rồi, Colorman, nhớ nha. Lát đừng có lộn hồi kêu chú Caramel nữa. Bắp rang Caramel nữa là chết chú luôn. Rồi. Hôm nay tụi con biết tụi con tới đây làm gì không? Dạ không biết. Chú cũng biết luôn. Tự nhiên đi vô đây thấy đông đông vui vui tóc vô luôn. Rồi chúng ta ở đây đang có một cái đội hình rất lý tưởng. Thưa quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Bí mật của con Colorman. Đây là một cái show hoàn toàn mới do Colorman phát triển. Thật ra nói show này nó ghê, nhưng mà thực tế là đầu tư cũng dữ lắm á. Đèn đuốc ở đây rồi phim trường làm cũng
cũng chỉnh chu lắm. Mục đích chỉ đây là Tàu đang bí mật của con là một cái sân chơi để cho các bạn nhỏ này có nơi chia sẻ tâm sự cùng Colorman, nói ra những cái câu chuyện mà nhiều khi tụi con nói chuyện với ba mẹ tụi con không thoải mái lắm, tại vì nói ra sợ ba mẹ la. Còn nói với chú Colorman thoải mái lắng nghe tụi con. Đây là một sân chơi đúng nghĩa là như vậy. Nó cũng không phải là cuộc thi tài năng này, thi thố rồi tranh đấu rồi khóc lên khóc xuống loại trừ gì rồi người loại người ra về, rồi không có chuyện đó. Mà đây chỉ là một cái nơi dành cho các bé từ 10 tuổi trở xuống đó, đến đây cùng Colorman ngồi nói chuyện chơi, rồi xong rồi con kể chuyện nhà, chuyện cửa, chuyện học hành ở trường sao, có gì vui buồn kể chú nghe. Dạ. Nha. Rồi tụi con muốn hỏi chú cái gì chú cũng trả lời được hết á. Rồi mục đích thứ hai của bí mật của con đó là đâu đó chúng ta lắng nghe những câu chuyện các bé rồi thì mình sẽ hiểu hơn là các bé nghĩ gì về ba mẹ, rồi các bé có tâm tư, tình cảm, có nguyện vọng gì. Đôi lúc cái cuộc sống của mình bận rộn quá, quý vị khán giả cũng như Colorman thôi, ở cái lứa tuổi chúng ta thì nhiều khi mình mãi đi mưu sinh, mình quên rằng là con cái chúng ta ở nhà các bé còn nhiều thứ lắm, nhiều cái giá trị nó lớn hơn vật chất của cải, và những cái giá trị tinh thần, và đặc biệt là cái sự chăm lo của chúng ta đối với các bé là điều vô cùng cần thiết. Nói như vậy thôi nhưng mà thật ra Colorman là người rất là thiếu sót với con cái, và cũng chính vì thiếu sót với con cái cho nên mình nghĩ rằng là đây là câu chuyện cần phải chia sẻ đó. Mình cũng vậy, sáng đi làm, đi ra khỏi nhà là 6:30 sáng và đi tới tối mịt 11:30, 11 giờ mới về nhà, có khi còn qua đêm luôn, 12:00 mấy mới về tới nhà, cho nên thời gian với con cái là hầu như rất là hiếm đó. Tuy nhiên quý vị và các bạn đừng có, các quý phụ huynh đừng có giống như Colorman như vậy là không tốt. Và bí mật của con được sinh ra, được tạo ra để mục đích là làm sao có một cái sân chơi các bé được đứng, được tự do thể hiện mình trước ống kính để cho các bé dạn dĩ hơn, và đồng thời để cho các bậc phụ huynh chúng ta lắng nghe các bé một cách gián tiếp, và từ đó mình sẽ có những cái giải pháp dành cho con cái và gần gũi với con cái nhiều hơn. Vậy thôi. Rồi như chú nói là giờ tụi con đặt câu hỏi với chú trước, rồi lát xuống chú sẽ hỏi tụi con. Bây giờ chú hỏi Lina Yon nha. Dạ. Lina Yon năm nay 5 tuổi đúng không? Dạ. Con bao nhiêu ký? Con 2 ký. Rồi, bé Lina Yon nhìn vậy thôi có 2 kg à. Từ đó suy ra là Ken là chắc có nửa ký quá. Dạ không phải. Chứ con nghĩ sao em vậy mà 20 ký. Vậy con nghĩ là em bao nhiêu ký? Chính xác. Dạ 2 ký. Nhưng mà nếu mà em dạy là thì nếu mà giả bộ ký em thiệt thì phải là... Sao con biết con 2 ký? 30 ký là gì lúc mẹ con nói. Lúc mẹ con nói hả? Rồi, Lina Yon 2 ký. Dạ, con 20 ký. Ờ, đúng rồi ha. Cũng lạ đó. Nhìn dạ, con bị suy dinh dưỡng 20 ký. Còn đây là người ta coi như là ngon lành ha. Tròn trịa ngon lành, người ta có 2 ký à. Cái này nó phải coi lại quá. Rồi nhờ ban tổ chức cho mượn cái cân để lát nữa các bé đứng lên cân thử lại ha. Rồi lát mình cân quà theo kilo. Rồi còn con bao nhiêu bơ? Con bao nhiêu ký? Con gần 50 bộ đồ. Hả? Mấy? Ý là mấy ký? Con gần 50 bộ đồ. Ừ. À, rồi con mấy ký? Em không biết. 4 ký. Rồi 4 ký. Rồi mọi người thấy vui ha, dễ thương vô cùng. Đây bé Lina Yon và bé Bơ đó, hai bé này 2 ký đó. Chúng ta nhìn đội hình ba bé là bé thấy bé nhẹ nhất 2 ký à, còn đây 4 ký, còn đây 20 ký. Rồi đầu tiên là chú thấy là vui rồi đó, chú thấy ba đứa con là có vẻ hài hước rồi đó. Đúng rồi. Ơi chú thấy con hiền không hả? Chú thấy con hiền không? Con chú thấy con hiền không hả? Hiền. Con không hiền đâu. Con không hiền đâu, con nói lớn rồi cho tao biết. Con không hiền đâu, con chỉ đánh anh hai con thôi, còn anh hai con không sợ đâu. À, con không hiền đâu, con chỉ đánh anh hai con thôi. Ngoài anh hai con nữa, con có đánh ai nữa không? À, có không? Có đánh bạn không? Rồi có luôn. Mỗi một ngày con đánh bao nhiêu bạn? Chắc phải 5 bạn với 6 bạn. Mỗi một ngày con đánh 5 bạn tới 6 bạn. Trời ơi. Vậy là chú xác định là con đúng không hiền thiệt. Mà sao chú thấy con hiền vậy? Thì con thấy chú thấy Mr. Ken Ken này con sợ. Sợ không? Con sợ anh Ken Ken không? Không. Anh Ken Ken mà chọc con là con quýnh luôn đúng không?
con đừng có sợ đâu, ngày xưa con có học giỏi mà. Ừ thôi, nhưng mà nói vậy thôi chứ mình lớn ai đi đánh em ha. Đúng ừ. Nhưng mà em nói vậy thôi chứ chú nghĩ không có đánh nhau đâu. Vậy con cũng đâu có đánh nhau. Có hả? Con không có đánh nhau. Ừ. Mỗi lần con đánh một bạn là 2 bạn, 3 bạn, 4 bạn, 5 bạn, 6 bạn, 1 bạn. Một lần con đánh vậy đó hả? Đánh tăng theo cấp số nhân luôn. 1 bạn, 2 bạn, 4 bạn, 6 bạn, 8 bạn lên tới 11 bạn luôn. Mình còn đánh luôn. Rồi các bạn có khóc không? Không. Các bạn không khóc, các bạn có đánh lại con không? Không. Ủa sao kỳ vậy? Còn quấn nhau với bạn. Còn bạn ngồi dạy bạn, cô quấn nhau với con. Ừ. Bạn con đều quấn. Hai bên đánh qua đánh lại. Nhưng mà không ai khóc hết. Rồi có ai bị chảy mặt rồi sưng bầm mà không? Không luôn. Vậy là đánh làm sao? Đánh lộn làm sao mà không bị hết? Chắc phủi phủi vậy phải không? Dạ không. Hay là sao? Dạ không biết. Là sao? Đánh vậy. À, đánh vậy đúng rồi. Dạ không phải. Nắm áo. Đạp. Ờ rồi rồi hiểu. Đẹp thì bị chạy chân thôi. Rồi bé Bơ vô là tự giới thiệu liền. Chú ơi con có hiền không? Tưởng con hiền đó. Dạ con không có hiền đâu. Đó bắt đầu á. Rồi. Còn con Lina Yon. Dạ. Con học lớp lá hả? Dạ. Ừ. Con có hiền không? Dạ hiền. Ừ dạ hiền. Con có đánh bạn không? Dạ không. Ừ toàn bạn đánh con không hả? Có bạn nào đánh con không? Dạ không. Ủa. Vậy là con đi học rồi con ngoan lắm hả? Dạ. Ừ. Con nói được tiếng Hàn Quốc không? Dạ nói được. Đâu con nói thử một câu cho chú với lại khán giả nghe thôi. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. À. Là gì? Nghĩa là gì? Là xin chào bạn. Xin chào. Xin chào bạn. Con nói dài hơn chút xíu nữa đi. Annyeonghaseyo. Câu nữa đi. Samarika luôn. Samarika. Con nước Pháp rồi. Có câu giờ con nói thử chú nghe nè. Chú nói tiếng Việt nha. Xong rồi con nói qua tiếng Hàn nha. À, con yêu ba mẹ lắm. À, mẹ con chưa dạy con. Ủa? Mẹ con chưa dạy con. À, con mẹ con người Hàn Quốc hay là ba con người Hàn Quốc? À, mẹ con là người Việt Nam. Ừ. Ba con là người Hàn Quốc. Ừ. Ba con có ở Việt Nam không? Dạ. Hay là ba con ở bên Hàn Quốc? Ba con ở bên Hàn Quốc. À. Rồi ba con đi qua đi lại thăm con với mẹ con. Dạ. Ừ. Con nhớ ba con không? Nhớ. Ừ. Ba con có thương con không? Dạ thương. Ừ. Thương là chắc rồi. Nhìn con như mà ai không thương được. Dạ. Chú ơi. Ơi. Chú nghe nè. Ừ, con nói đi. Chú biết tên thật con là gì? Bé Bơ. Không phải Bé Bơ, không phải Bé Bơ. Con tên là Khánh gì đó. Khánh Ngọc. Khánh Ngọc đúng không? Đó. Con thấy chú hay không? Đố con biết tại sao chú biết? Dạ con biết. Tại sao? Dạ hồi nãy chú không có đi vô mà chú đứng ở kia. Ừ. Xong chú nghe mấy cô, chú hỏi trước rồi. Dạ không. Chú nghe bạn bè nói. Nói với con đúng không? Dạ. Đó đúng, xác. Chú ơi. Ơi. Trời chú ơi hoài cái giọng dễ thương dễ sợ. Mẹ con tên gì không? Mấy câu đố của con chú thấy là đúng là thiệt. Thiệt sự là chắc là. Bố của Lina Yon tên gì? Bố của con tên là Lee. Là Lee Sai Ho. Lee Sai Ho. Dạ. Ồ, sao con nhớ được hay vậy? Bố của con. Con đánh vần được không? Chú ơi. Chú biết mẹ con mấy tuổi không? Bây giờ chú hỏi là anh con mấy tuổi? Nếu con nói đưa tuổi anh con thì chú đoán ngay dốc tuổi mẹ con. Anh con 10 tuổi. Đâu có đúng đâu, mười mấy tuổi á. 10 tuổi. 8 tuổi. Thôi, rồi chú đoán luôn nha, mẹ con á. 22 mấy mẹ tuổi. Mẹ con đó. Khoảng 32 tới 35 tuổi. Dạ đúng rồi. Thấy chưa? Em đố chú. Thấy chú giỏi không? Em đố chú. Rồi đố nữa. Sĩ lộn hoài. Sĩ. Hả? Cậu cũng
Bố con là tên gì? Sĩ. 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 Thôi thua làm sao đoán được. Sao đàn, sao toàn rối tên gia đình không vậy? Rồi để chút xíu nữa, chút xíu là chú quay trở lại nha. Dạ, bắt đầu chú hỏi nha. Dạ. Rồi bây giờ chú hỏi là Lina Young thích ăn cái gì nhất? Con món gì? Món sushi. Thích món sushi. Ủa sao con Hàn Quốc con lại thích ăn món của Nhật? Món sushi của Nhật Bản con biết không? Không biết. Ừ, mà sao con thích ăn sushi? Ai bạn nó thích? Con không thích ăn cái đó. Rồi. Còn con thích ăn món gì nhất? Dạ con thích ăn gà rán, không để con giới thiệu rồi. Rồi. Con thích ăn gì? Lại. Với lại cơm, với lại bầu, với lại nước canh bầu. Dạ. Với cơm, với bầu, với nước canh bầu. Là làm một món bầu nấu canh. Đây là, để là cơm bầu. Ừ, cơm canh bầu. Cơm canh bầu. Dạ, sáng nay mẹ cứ muốn nấu canh bầu. Tự nhiên á, cha mẹ quên nấu canh bầu cho con bảo mẹ ơi sao quên nấu canh bầu cho con. Mẹ quên, xong mẹ mới vô bếp mẹ mới làm. Rồi. Con có nghĩ là mẹ con chỉ biết nấu có một món canh bầu không? Không. Chứ mẹ con còn nấu canh gì nữa? Phải nấu nhiều món. Canh chua. Ừ. Có lại mẹ con. Nhưng mà mẹ con lúc nào nấu cho con cũng nấu canh bầu hết. Dạ. Rồi, vậy là chú hiểu rồi. Vậy mẹ con chỉ nấu được món canh bầu thôi. Dạ con. Còn nhiều món gì nữa? Còn món súp cà. Súp cà chua hả? Súp cà chua đâu phải là canh đâu. Còn mẹ con nấu món gì mà con thích nhất? Dạ mẹ con không có nấu. Bà con với lại ông con với lại vợ con với lại ba con nấu à. Trời ơi, mẹ con không nấu, ba con nấu. Dạ, mẹ con nấu, mẹ con có nấu mà nấu dở lắm. Đây là những bí mật chưa bao giờ kể. Một năm mới nấu một lần. Một năm mới nấu một lần. Dạ, là 360 ngày mẹ con mới nấu một lần. 365 ngày mẹ con mới nấu một lần. Dạ. Là ngày nào? Dạ là từ năm được từ ngày mẹ con lớn thì mỗi năm mẹ con nấu một bữa. Nhưng mà con có nhớ là cái bữa mà mẹ con nấu một năm nấu một lần đó là cái món gì không? Dạ con quên rồi. Con quên rồi hả? Dạ ba con nấu hơi ngon nhưng con chỉ nhớ mấy món ba con nấu à. Rồi. Vậy là ba con nấu ăn ngon hơn mẹ con. Dạ. Đúng không? Dạ đúng. Mà con thích món nào nhất của ba con? Dạ con thích nhất là món thịt kho tàu của ba con. Ôi ôi, ba biết là kho tàu luôn. Dạ, với lại con thích nhất ngày ba thường thường ba hay dẫn con đi ăn hủ tiếu khô Gia Lai. Chú biết ở đó chỗ đâu luôn á, đường Phan Xích Long. Dạ phải. Ở đâu? Dạ đường gì ba? Dạ con biết rồi. Đường gì? Ở quận Phú Nhuận đúng không? Dạ không phải. Dạ quận 10. Ờ thôi để em Lina Young em nói chuyện đi, em buồn nè. Em nói Lina Young. Con hỏi gì đi, con thích hỏi gì con hỏi chú nè. Hả? Giòn vàng. Hả? Con thích cái gì nhất? Con hát trẻ gia đình yêu nhau nhất. Ôi cái câu này hay quá nè. Nè em nói là con thích cả gia đình yêu nhau nhất. Con cũng vậy. Đó. Cái đáng lẽ là câu này là câu cuối cùng đó chú mới hỏi đó. Sao giờ chú hỏi? Thì em nói nè chú. Cả gia đình yêu nhau nhất là tụi con, là con vui nhất đúng không? Dạ. Ừ. Sao con không có thích đồ chơi hả? Con không thích. Con không thích con đồ chơi? Con dành tiền để đi học thôi. Trời, giỏi vậy. Con cũng vậy, con để dành tiền cho mua đồ cho em. Con giống ba hay giống mẹ? Con giống mẹ. Mà con thấy là mẹ con với ba con ai đẹp hơn? À, mẹ con đẹp hơn. Mẹ con đẹp hơn nên con giống mẹ. Dạ. Đúng không? Dạ đúng. Rồi con thông minh dễ sợ luôn á. Mẹ đẹp hơn là con giống mẹ, tức là con đẹp thông minh ha. Rồi còn Ken giống ba hay giống mẹ? Mẹ giống ba. Rồi vậy ba với mẹ con ai đẹp hơn? Dạ ba. Rồi hiểu luôn. Mặc dù là mẹ đẹp hơn đúng không? Dạ không. Trời nói vậy mẹ nghe mẹ buồn đó. Dạ không, cả hai đều đẹp nhưng mà con thấy ba đẹp hơn chút xíu. Đẹp hơn chút xíu, ồ. Rồi ba con mà nghe này chắc mát ruột lắm á. Nhưng mà tối nay là con về là con mệt với mẹ con lắm. Chú đoán vậy. Dạ không có. Không có hả? Rồi
Còn con? Bé Bơ, ba con với mẹ con thấy ai đẹp hơn? Mẹ đẹp hơn. Còn con thì giống ai? Con giống mẹ. Rồi, trời, ba bạn thông minh quá trời đất luôn. Thật ra là ba con đẹp hơn đúng không? Không, mẹ con đẹp hơn. Ba con dữ dằn quá. Hả? Ba con dữ dằn quá. Ba con dữ dằn quá hả? Trời ơi. Ừ. Con thương ba hơn hay thương mẹ hơn? Nói thiệt nha, chương trình này là một chương trình mình phải nói thật. Tức là trẻ con là phải nói thật. Được, phải giống thương mẹ hơn. Vì sao thương mẹ hơn? Tại mẹ hiền. Rồi, vì sao không thương ba hơn? Tại bố dữ. Bố dữ. Dạ miền Trung. Rồi con nói vậy con về con có sợ bố con giận không? Dạ không, bố dữ mà bố có giờ đánh con đâu. Có đánh con bao giờ chưa? Dạ nếu như bố của con không bố nếu giận thì bố quấn. Nhưng bố chưa đánh con bao giờ đúng không? Dạ. Có luôn hả? Ồ. Nhưng mà bố đánh sao? Bố đánh con vô đâu? Đánh bông hay đánh đâu? Đánh vô tay. Trời ơi, đánh vô tay vậy vậy đâu có gì đâu đảo. Thôi để chú hỏi bạn Lina Yon nè, bạn buồn quá à. Rồi, giờ chú hỏi nè, ba con, mỗi lần ba con về thăm mẹ con với con á. Dạ. Xong ba con có hôn con không? Dạ có. Rồi. Rồi có hôn mẹ con không? Dạ có. Có luôn hả? Không em con luôn. Ừ, mà hôn ai nhiều nhất? Hôn mẹ nhiều nhất. Rồi. Xuất sắc, còn chú thích con. Còn rất là chân thật. Chú ơi. Con biết câu đố chú nha. Còn bà của con mấy tuổi? Thôi giờ chú hỏi con câu giống như em đó. Giống như bạn á. Là ba mẹ con có thương nhau không? Theo con á. Chắc là con thương nhau. Tại sao? Nè con nghe bạn Lina Yon nãy kể nè. Là bố bạn Lina Yon là mỗi lần về là hôn cả nhà luôn, hôn con, hôn em con, hôn mẹ con. Nhưng mà hôn tụi con một cái, hôn mẹ con tới 100 cái, đúng không? Đó, thấy chưa? Wow. 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 Ừ. Wow, wow. Ừ. Còn con sao? Còn Khánh Ngọc sao? Không chắc là không thương nhau lắm. Tại sao con biết là không thương nhau lắm? Tại sao con nghĩ là không thương nhau lắm? Tại mẹ quấn. Có thương. Quấn mẹ nhiều nhưng mẹ không thương nhau. Ôi, muốn quấn mẹ luôn hả? Dạ hồi xưa mẹ gầy hơn bố. Còn bố thì muốn cưới mẹ. Ừ, rồi. Lúc đó là bố đang cầm rượu á, mẹ cũng đang cầm rượu á. Tự nhiên con cầm rượu hả? Sao con hai người. Ừ. Người làm như vậy. Còn hai người cầm cục đầu vào bên nhau. À, cục đầu vào bên nhau ngủ. Còn mẹ thì cầm cái bông. Còn với lại ấy là mẹ cầm chai rượu. Còn bố thì cầm một cái thôi là bố cầm chai rượu xong. Hai người cũng ly vô nhau. Làm nhau. Đó. Rồi đánh nhau dữ vậy hả? Rồi bố mẹ con đánh nhau nhiều vậy nên mới ra con đó. Mới lòi ra con với anh con đó. Đúng không? Rồi vài bữa là chuẩn bị là lòi ra em con nữa đó. Nhưng mà lúc này bố mẹ con hết đánh nhau rồi hả? Dạ. Hết đánh nhau kiểu đó rồi. Giờ đánh nhau kiểu gì? Bây giờ bố mẹ cũng không đánh nhau. Ờ rồi, chú hiểu rồi. Khác. Hết đánh nhau rồi phải không? Rồi hết đánh nhau là thế hết ra bé rồi. Nhưng mà bây giờ bố mẹ con có con đi nè, giống như nãy chú hỏi bạn Lê Dân nè, bố mẹ con có hôn nhau không? Thì không đánh nhau thì bây giờ phải thương nhau, đúng không? Dạ không, còn lúc đó là con xem hình đó là cũng không húng nhau. Không húng nhau luôn? Không húng nhau luôn. Không húng là gì? Húng. Không hôn nhau luôn? Dạ. Ừ. Hôn nhau. Không hôn nhau. Hôn. Ừ. Nhiều khi hôn mà con không thấy đó, mà biết đâu. Hôn đại. Rồi, đố con chú tiếp gì? À, chú biết á. Tóc mẹ con dài hay là ngắn? Mẹ con kìa. Mẹ con ở kia kìa. Tóc mẹ con không dài không ngắn. Tóc mẹ vừa dài hơn con. Ừ. Ờ đúng rồi, thì mẹ em lớn Ken hơn nè, rồi. Giờ hỏi Ken nè. Nãy giờ Ken lơ là quá. Rồi, bố mẹ Ken có thương nhau không theo Ken?
Dạ chắc là cũng có chút chút. Có chút chút hả? Ừ. Có cái là thường mới đi chụp về thì con thương ba nhiều hơn. Tại vì lúc nào ba đi chật về ba cũng không con. Ờ. Cái gì vậy? Rồi... rồi ba con... Thôi đánh lòng để anh... để anh nói để anh kèm nói nha, chú nghe nè. Rồi ba con... đi tắm xong rồi... ba ra, ba chơi với hai mẹ con. Nhưng mà... bình thường thì con cũng hay gấp đồ phụ mẹ và rửa chén. Ừ. Rồi lau nhà rồi dọn cơm cho cả nhà ăn. Không, chú hỏi là ba con có thương, ba mẹ con có thương nhau không? Dạ hơi chút con chút. Thương ba hơi nhiều hơn. Thì con thương ba thì chú biết rồi, nhưng mà con chú hỏi ý là chú hỏi là con thấy mẹ con có thương ba quá. Dạ chắc không, chắc không. Tại vì lúc là ba mẹ ngày xưa thì ba mẹ con cãi nhau hơi nhiều. Ừ, nhiều sao hơn. Kỳ vậy, sao bi kịch vậy, vô ra mà con biết ba mẹ con không thương nhau thì thua rồi, chú thấy thua rồi. Nhưng mà có cả là bây giờ ba mẹ con thương nhau hơn rồi. À thương nhau rồi con, ba mẹ con bây giờ con còn bây con... giờ ba mẹ con thì cãi nhau. Ừ. Nghĩa là dạng cãi nhau cho nó vui á. À cãi nhau cho vui nhà vui cửa vậy đó hả? Dạ. Rồi vậy chú hỏi tiếp nè, ba con là đẹp hơn mẹ con một chút xíu, vậy thì ba con thương mẹ con hơn hay là mẹ con thương ba con hơn? Dạ cả nhà đều thương nhau. Trời ơi, cái này là giống như bấm sẵn trong máy, là thu sẵn trong đĩa xong giờ phát vậy. Cả nhà thương nhau là đương nhiên rồi. Mày nhưng đúng. Mà con theo con thấy ba con thương mẹ con hơn hay là mẹ con thương ba con hơn? Dạ con thấy cả hai đều thương nhau. Ừ. Rồi bây giờ chú hỏi tiếp nè. Dạ. Rồi con thấy ba con với mẹ con ai hôn người kia nhiều hơn? Dạ. Ai hôn người kia nhiều hơn thì mình không sẽ... Không ai hôn nhau hết á. Ủa? Vậy đâu có gì chứng minh là yêu nhau? Dạ không, con hôn ba mẹ à. À con hôn ba mẹ à. Còn Lina John nè, bố con có dữ không? Dạ không. Bố con hiền lắm hả? Mẹ con với bố con ai dữ hơn? Mẹ con dữ hơn. Bố con sợ mẹ không? Dạ. Mẹ con, ba con sợ bố. Ba con sợ mẹ con chứ mẹ con không có sợ ba con. Ừ đúng rồi. Vậy là ba con là người thông minh, sợ vợ là thông minh. Dạ mỗi lần ba con đi nhậu về mẹ con thằng bắt. Mẹ con thằng bắt ba phải về sớm, ba uống chưa được nửa lon ba về. Trời ơi tội nghiệp ba con quá. Giống cảnh của chú quá. Mà chú thì khác ba con chút xíu là chú uống chưa được nửa thùng là bị kêu về rồi. Rồi nửa thùng bia á. Trời ơi chú uống nhiều hơn ba con. Vậy là con là chú thấy là con thấy là con ba con với chú ai sướng hơn? Dạ chú. Ừ đúng rồi, tại chú nửa thùng ba con có nửa lon thì chưa vậy đó. Chú được làm gì ta, được làm gì ta quá rồi. Tại ba của con là Lee Sayo. Dạ. Ừ. Lee Sayo. Ủa rồi ba con làm nghề gì? Ba con là người Hàn Quốc. Nhưng mà ba con làm nghề gì con biết không? Con làm công việc gì á? Làm công việc thành công. Làm công việc thành công. Là công việc thành công là sao? Ừ, công việc thành công là sao? Là ba con kinh doanh hả? Hay là buôn bán hay là gì? Ba con kinh doanh. Kinh doanh hả? Đúng rồi. Mỗi để chú hỏi cho em chút xíu đi. Bây giờ ba con đi về một tháng ba con về thăm con mấy lần? Hai lần. Ừ. Rồi ba con lại đi về Hàn Quốc đi làm lại. Dạ. Rồi con có nhớ ba con không? Dạ có. Có hả? Rồi mỗi lần con nhớ ba con quá con làm cái gì? Con gọi điện thoại cho ba con. À. Ừ. Con gọi con nói tiếng Hàn Quốc luôn hay con nói tiếng Việt Nam? Con nói tiếng Việt Nam. Rồi sao ba con hiểu? Ba con biết nói. Ba con biết hỏi. Ba con biết nói tiếng Việt Nam. Ba con biết hiện. Ba con biết nói tiếng Hàn Quốc. Đúng rồi. Ơi. Chú đi. Chú ơi hoài. Chú biết là ở nhà là biết câu hỏi rồi. Thắng con nhất hay là bố quýnh mẹ nhất hay là hai quýnh. À, đúng rồi cái đó hay đó, cái đó hay. Giờ chú hỏi lại nè, ba mẹ con có cãi nhau không?
cãi nhau nhiều không? Dạ cũng cỡ vậy. Ít hả? Rồi mỗi lần bố mẹ con cãi nhau thì con làm gì? Con đứng người hay con đứng giữa. Con can. Stop luôn. Stop. Rồi xong sau đó bố mẹ con có ngừng lại không? Không. Dạ không. Cãi nhau tiếp. Xong xô con qua chỗ khác. Dạ không. Giờ con lấy ghế con trèo lên và sẽ stop tiếp. Trèo lên là hai người vẫn cãi nhau tiếp. Dạ không ạ. Là con kêu ghế lên, kẹp ghế, rộng hết kẹp ghế lên rồi con sẽ stop bố mẹ mà bố mẹ không chịu nghe. Bố mẹ vẫn tiếp tục cãi nhau tiếp. Cãi nhau đó khi nào mở miệng gì thôi. Đúng rồi. Đó là bố mẹ cũng cãi nhau trời tối luôn. À, trời tối mới cãi nhau. Dạ không, trời sáng cũng cãi nhau. Còn bố mẹ không ăn, còn mẹ thì mẹ nấu cơm thì bố quấn mẹ cái. Rồi rồi anh hay nấu cơm thì mẹ quấn bố một phát. Oh, năm trận. Nhưng mà bố mẹ đánh bố nhiều hơn hay là bố đánh mẹ? Rồi chú hiểu luôn. Rồi bây giờ thôi, giờ chú hỏi nè. Chương trình mình là bí mật của con nha. Yeah. Tức là con có cái gì bí mật mà trước giờ tụi con chưa có nói cho ba mẹ nghe con? Rồi đợi chút xíu con tiết lộ. Con có điều gì bí mật con muốn nói với ba mẹ con không? Hay là con muốn ba mẹ con như thế nào á? Con muốn ba mẹ con thương nhau hơn. À, tức có nghĩa là bây giờ là ba mẹ con đã thương nhau rồi nhưng mà vẫn con muốn thương nhau hơn nữa. Dạ. Rồi đây là bí mật của bạn Lina Yon đúng không? Đó là khoan để chú hỏi bạn đã. Bí mật của Lina Yon là Lina Yon muốn là ba mẹ phải thương yêu nhau hơn nữa. Dạ. Đúng không? Tức là bây giờ đã thương nhau rồi nhưng mà thương nhiều hơn nữa. Dạ. Tức là có thêm em bé nữa thì sao? Con phải thương nhau hơn. Tức là ba con đi về nhiều hơn. Đúng không? Rồi còn con bí mật của con? Dạ thôi nhường em đó chú. Rồi con đi, con có bí mật gì không? Con nói chú nha. Con không đố. Câu hỏi cuối cùng rồi. Con có muốn chú hỏi Khánh Ngọc nè. Con muốn ba mẹ thương nhau hơn. Tức là bây giờ ba mẹ cũng chưa thương nhau đủ hả? Rồi. Không, ba mẹ chỉ thương nhau ít thôi. Rồi đó, chú cần câu đó thôi. Con muốn ba mẹ thương nhau hơn đúng không? Rồi con có hai điều ước. Rồi con nói con đi. Muốn ba mẹ con không đánh con nhiều nữa. Ừ đó, cái câu đó hay đó. Rồi thương con nhiều hơn, hạnh phúc nhiều hơn, mua đồ chơi nhiều hơn cho con như là em. Rồi là đó là điều ước thứ nhất. Và mẹ điều ước thứ hai là không gì? Điều ước thứ hai là con ước mẹ luôn luôn về sớm, mẹ luôn luôn về. Mẹ nói là 4 giờ là mẹ về nhưng mà 5 giờ mẹ mới về. 5 giờ là cũng sớm rồi đó con. Kẹt xe. Dạ không có kẹt xe. Không mẹ kẹt xe. Làm gần nhà luôn mà nhà, cái đường đó đâu có nhiều kẹt xe đâu. Rồi rồi chú hiểu rồi đó. Với lại con hứa con muốn mẹ con mang nhiều cái kia về cho con với lại em cái con. Cái kia là gì? Dạ là cái thùng mà đựng da ua mang về cho hai mốt con làm súng giả bộ cho hai anh em chơi chung với nhau cho nó vui. Chưa vậy không có gì chơi hết, ngày xưa con nhỏ quá con phá hết rồi. Rồi ok rồi, hay quá. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa lắng nghe cái câu hỏi cuối cùng, đó là bí mật của con là gì, cái điều ước thầm kín nhất của các con là gì. Thì thật sự Coleman nghĩ rằng là chúng ta sẽ rất xúc động khi nghe bé Lina Yon và bé Khánh Ngọc có cùng một cái điều ước, đó là tụi con muốn ba mẹ thương nhau nhiều hơn. Hiện giờ ba mẹ đã thương nhau rồi nhưng mà tụi con muốn con ba mẹ thương nhau chú. Nhiều hơn nữa. Đúng con rồi cũng con cũng vậy. Rồi còn con thì lại thêm một điều ước nữa, là đó là ba mẹ quan tâm tới con nhiều hơn, rồi mua cho con thêm những cái thứ mà con yêu thích. Rồi và đặc biệt là với Ken Ken thì là muốn mẹ về sớm hơn. Mà nếu mẹ không đặt mẹ hứa thì mẹ phải đúng giờ. Chứ mẹ hứa mẹ về 4 giờ mà 5 giờ mẹ mới về nha. Thì hy vọng rằng quý vị phụ huynh của ba bạn nói riêng và của các bé nói chung, có những thứ nó rất nhỏ nhặt, nó đơn giản như vậy mà trong cuộc sống nó luôn đôi lúc chúng ta quên lãng nó. Và thực sự đây là cái điều con trẻ chúng ta nói lên
hoàn toàn không có ý gì hết. Mà các bé nghĩ sao thì nói vậy. Các bé cũng chẳng có một cái áp lực gì, cũng chẳng có một cái thứ gì bắt buộc các bé phải nói lên những điều này. Hy vọng rằng quý phụ huynh sẽ lắng nghe và chúng ta tự điều chỉnh bản thân, đồng thời là ủng hộ cho các bé thực hiện lời hứa. Còn bây giờ thì thôi, mời các bạn, ba bạn, mỗi bạn biểu diễn một, trình diễn một tiết mục. Dạ, theo thứ tự nghệ thuật. Rồi, để mình gửi lời chào tạm biệt khán giả. Rồi, hát trước. Thôi, cho Khánh Ngọc hát trước nha. Dạ. Cho em Ly đi. Rồi, cho em Ly Na Do hát trước. Ly. Dạ. Rồi, thôi nhường Ly hát theo trước thứ đi. Theo thứ tự á chú. Rồi, theo thứ tự 1, 2, 3. Con hát bài gì? Con hát bài tiếng Hàn Quốc. Bài hồi nãy hả? Rồi, thôi con hát quay lại bài đó đi. Quay khán giả kìa. Ok, rồi con quay khán giả. Con chào mấy cô chú, con tên là Ly Na Do. Hôm nay con đến đây để con hát một bản cho quý vị khán giả con xem. Mọi người nghe con, mọi người nghe, mọi người khán giả nghe con hát nha. Rồi, vỗ tay cho bạn Ly Na Do. Rồi con hát đi. Tàn tuần tàn trễ trong sâu đi e. Ôi lại muốn á, nhớ ta nè. Cô thô rô tì ta tì tô. Áp bà ca mua bé sắc sắc cho nó mua nè bằng cà quá ô sư mơ à bà hàn cu thu rừng đê ở chân chị ô nè à bà tê ô cu rê ô ô rê mua nè yô mua sân y rê sân gất nè yô mua sân có chân ít nè yô mà ông tê rô ba ba dần dần cho anh ơi yo a ba khi nè sa yo ô đi ca hết cha na yo a ba khi nè sa yo ô đi ca hết sa yo. Chú không hiểu bài này là ý nghĩa gì mà chú nghe chú cảm thấy nó rất là tình cảm. Cảm ơn con nha. Rồi thôi Ly Na Do ngồi đây. Để mời bé thôi nhường cho Khánh Ngọc trước đi hai con ha. Yeah. Ừ, mình là gentleman. Gentleman mình nhường cho con gái trước. Rồi bây giờ Khánh Ngọc trình bày bài gì? Chào quý vị khán giả. Hôm nay con đến để hát bài quê hương. Quê hương. Rồi mời con bắt đầu. Quê hương là chúng khe ngọ cho con trèo hai mỗi ngày. Quê hương là đường đi học con về là bơm vai bay. Quê hương là cơn diều biên tuổi thơ con thở trên đồng. Quê hương là con đò nhỏ em đẹp khua nước ven sông. Quá rồi, cảm ơn Khánh Ngọc nha. Quá hay. Sao con thuộc giỏi vậy? Trời ơi giỏi quá. Rồi thôi bây giờ tới anh Ken Ken. Thầy Quân hả? Rồi. Rồi Ken Ken vừa hát vừa nhảy hả? Dạ. Rồi bắt đầu. Bỏ kính ra chết. Đúng rồi, coi chừng nhảy rớt kính nha. Yeah.
Rồi, cảm ơn kênh ở chừng bể kia gãy kiến. Rồi, thôi bây giờ chú có phần quà. Thay mặt chương trình bí mật của con cùng Color Man đây. Cho tụi con tự chọn nha, một món. Từ đây cái mùi dây gì chú? Hả? Sao nhanh lên. Nhiều quá. Rồi, tụi con thích cái nào tự chọn nha. Dạ chú ơi. Rồi. Con thích màu nào Ly? Rồi, con thích con xanh hả? Rồi, ok. Rồi, con thích con nào bơ? Rồi, ok. Nào, thôi bây giờ chúng ta... Này, không... Rồi, em thích gì em thích. Rồi, bây giờ thôi. Mấy chú cháu mình chào khán giả rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả nha. 1, 2, 3. Xin chào và xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị khán giả nha. Nhớ đón xem chương trình Bí mật của con trên kênh Color Man với những cái bạn trẻ nhí vô cùng dễ thương và cực kỳ thông minh. Và quý vị và các bạn, nếu mà có con em từ độ tuổi 10 tuổi trở xuống, mọi người muốn tham gia chương trình thì cứ đăng ký trên fanpage của Color Man, hoặc là mọi người có thể gửi tin nhắn hay là gửi inbox cho Color Man trên kênh Color Man luôn cũng được. Rồi, chúng tôi sẽ có người để liên hệ với quý vị và các bạn nha. Đây là một sân chơi rất là thú vị dành cho các bạn trẻ. Rồi, các bạn nhí chúng ta. Rồi, xin chào tạm biệt các bạn. Bye bye. Con lao vào bếp. Mẹ xin em đã tươi cười. Rồi, bye bye. Được phép. La 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 la. Nhà là nơi cứ rộn ràng làm say mê nhà khác. Tình tình tang bố chơi đàn hòa theo con mẹ hát. Bố đi làm đã về nhớ lắm con ôm cả nhà.